Hà Nội chìm trong sương mù từ sáng đến trưa. Từ sáng đến trưa nay ngày 31 tháng 1, đường phố Hà Nội vẫn chìm trong những lớp sương mù dày đặc gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau hơn một tuần rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay 31/1, thời tiết tại Hà Nội tăng nhiệt, nhiệt độ dao động từ 16-21 độ C, tuy nhiên, trời có mưa nhỏ vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ. Mưa phùn và sương mù. Đường phố Hà Nội hôm nay chìm trong sương mù. Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng nay, đường phố tại Hà Nội chìm trong sương mù và mưa phùn. Đến trưa, mưa tạnh nhưng đường phố vẫn bị sương mù bao phủ khiến tầm nhìn giảm, một số người dân phải bật đèn pha phương tiện của mình để di chuyển an toàn. Theo chuyên gia khí tượng, hiện tượng sương mù là đặc trưng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong mùa đông, gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông. Sương mù có thể gây tích tụ bụi, các chất độc hại, gia tăng hiện tượng ô nhiễm không khí. Người hít phải nó khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nguy hiểm đến đường hô hấp, xương khớp. Trưa ngày 31 tháng 1, theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của PAM E, kênh thông tin tham khảo về diễn biến chất lượng không khí tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam, phóng viên. Chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức 150 đơn vị, mức có hại cho sức khỏe, cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết. IKAI, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới, phóng viên, xếp thủ đô Hà Nội ô nhiễm không khí đứng thứ 19 thế giới với chỉ số AQI trung bình 138 đơn vị. Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, lúc 11:30 trưa nay tòa nhà bên bờ sông Tô Lịch bị sương mù che phủ khu vực Hồ Gươm, quận Hoàng Kiếm, lúc 12:00 thời tiết khoảng 16-21 độ C rất phù hợp cho người dân dạo chơi bên cạnh Hồ Gươm nhà hát lớn Hà Nội lúc 12:10 sương mù làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông tòa nhà Kê An Nam, quận Cầu Giấy, biến mất trong làn sương khu vực phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, lúc 12:30 trưa nay.